Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình truyền hình vì trẻ em. Kính thưa quý vị, khai thác than không gắn liền với đảm bảo an toàn môi trường đã để lại những hệ lụy hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và cuộc sống của trẻ. Tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, khai thác than đã khiến cho biết bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh khốn khó. Hơn 2 năm qua, hàng chục lá đơn đã được gửi tới chính quyền địa phương, thế nhưng đến nay vẫn chưa hề có hồi đáp. Nhà sập, hai đứa trẻ suýt mất mạng. Cuộc sống của mẹ con chị Hường đã hoàn toàn thay đổi từ sau sự cố. Giờ thì gia đình chị phải bỏ nhà, bỏ đất, chuyển đến nơi ở mới. Dù phải sống trên mảnh đất đi thuê, tạm bợ và thiếu thốn, nhưng vì sự an toàn của những đứa trẻ, chị chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện quay về. Gần 5 tháng sau vụ sập nhà, chị Hường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại câu chuyện hôm ấy. Hôm đấy là vào đúng hôm 11 giờ trưa là 397 nó lổ mìn. Nghe tiếng mái nhà nó kêu cạch, thế là hai cháu mới chạy vội ra. Vừa bước ra khỏi cửa cái là mái nó sập xuống. Không có mìn thì nhà chúng tôi không đến nỗi lứt nhiều như thế. Di rời với mức quá giá rẻ mạt luôn. Thế nhưng mà vì điều kiện, vì cái môi trường như thế, buộc lòng chúng tôi là phải đi thôi. Sống ở phường Vĩnh Tân đã lâu, nhưng từ khi công ty than 397 đưa mỏ vào khai thác, ngôi nhà chị Hường bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, tường bị bong chóc. Lo lắng, nhưng phần vì tiền đền bù chưa thỏa đáng, phần vì chưa có chỗ ở mới, nên gia đình vẫn nấn ná ở lại. Nhiều lần chị đã định chuyển, nhưng số tiền đền bù chẳng đủ mua một mảnh đất nhỏ, nói gì đến chuyện làm nhà. Thế rồi sự việc xảy ra, hai đứa trẻ dù thoát chết, nhưng sức khỏe không tránh khỏi ảnh hưởng. Nhà thì một ngày em phải lau hai lần xong nó cứ nại bẩn. Cháu hay bị kiểu dạng như là đau đầu, mê cả nó cứ khó thở. Buổi sáng cháu đi học thì đường nó sạch, nhưng chiều về người ta xịt nước bụi than ấy, người ta bơm nước vào thế là nó bẩn, thế bọn cháu đi bọn cháu bị trượt bánh hết ngã luôn. Cuộc sống của gia đình em Trần Đình Gia Bảo cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cây cối trở nên khô cằn vì bị phủ một lớp bụi than. Giếng nước giờ cạn trơ đáy. Sống trong môi trường quá nhiều khói bụi, Bảo bị viêm giác mạc, viêm phế quản và viêm VA cấp. Lo lắng cho sức khỏe của cháu, bà Tuyến đã chuyển cháu đến học tại trường mầm non Tư Thục, cách nhà hơn 4 km. Sáng sớm bà đã đưa cháu rời nhà, tối muộn mới dám đón cháu về. Trước đây thì cuộc sống của bọn tôi yên bình, cháu rất khỏe mạnh, không hề ốm đau. Từ khi công ty đến đây khai thác than thì rất là tạm bợ. Cuộc sống gia đình một khi mà đã có người đi viện thì khó lắm. Trường tiểu học Mạo Khê A chỉ cách khu vực khai thác một con đường. Thời gian đầu mới khai thác, công ty nổ mìn vào ban ngày. Không chỉ hứng bụi than, cơ sở vật chất của trường cũng bị hư hại. Sân trường sụt lún, bể chứa nước nứt toác. Những bức tường dạn có thể đổ bất cứ lúc nào. Một dãy phòng học đã phải niêm phong. Hàng ngày, thầy cô và các em học sinh vẫn phải học tập và sinh hoạt trong điều kiện cơ sở vật chất không an toàn. Nứt từ ngoài cổng kia coi nứt đây này, đang hiện tượng nứt này. Cái này cũng hiện tượng nứt. Cảm tưởng như mình đi ở trên nó nùng nùng ý. Nốt này là nốt mới xé đôi, đúng rồi. Bây giờ coi nọt vườn bàn tay. Cái hôm đầu lên kiểm nghiệm, lên kiểm tra ấy, thì nó không nứt lắm. Mà bây giờ này, nó như quả như bảo. Đây nhá, bức tường này đổ nhá, toàn bộ cái vế này nhá, đấy, bể trường mình thì quay là đến 2 tháng này là không chứa được một nước nào. Hiện tượng quay bị quay nứt, bị thấm bể, cũng ra đo đạc kiểm tra nhiều lần đấy, nhưng cũng chả thấy nào, cứ để toang mang như thế đó. Chúng tôi có đề nghị rồi, là từ cái ngày mà có văn bản đề nghị thì là, và có tất cả các bộ phận cũng như là các cơ quan có liên quan đến cái vấn đề khảo sát cái hiện tại của nhà trường ấy thì đến bây giờ là cũng chưa thấy có cái phản hồi. Lớp mầm non bên cạnh cũng chịu chung số phận. Đồ chơi, sân chơi cho trẻ em bị bụi than vây kín. Đã lâu, học sinh trong lớp không thể thoải mái nô đùa ngoài sân. Bụi tấn công vào những lớp học từ sáng đến tối. Hầu như các em chỉ sinh hoạt ở trong những lớp học đóng kín. Đâu là máy khoan, máy sục lổ mìn trước đây. Đấy,
là nó bụng, nó ồn, tiếng ồn động chấn động các cháu học rất chi là khó khăn. Rất là bức xúc, rất là khổ. Mặc dù là đơn thư gửi đi mọi nơi rồi. Đấy, nhưng mà tất cả đều trong im lặng. Đã gần 2 năm kể từ khi công ty 397 khai thác lộ thiên mỏ Mạo Khê. Càng ngày, cuộc sống của người dân càng trở nên khốn đốn. Việc khai thác không đi cùng với các phương án đảm bảo môi trường đã tạo ra những hệ quả vô cùng nguy hiểm. Công ty không tiến hành trồng cây xung quanh các khu vực sân công nghiệp và dọc tuyến đường vận tải theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cũng không đưa ra những phương án di rời thỏa đáng cho người dân, dẫn đến tình trạng hư hại các cơ sở hạ tầng. Môi trường bị ô nhiễm, cuộc sống trẻ em ở trong tình trạng nguy hiểm. Nhiều em học sinh hàng ngày vẫn phải đạp xe trên những con đường lầy lội, trơn trượt này. Đường tới trường của các em vẫn song hành cùng những đoàn xe tải chở hàng chục tấn than nối đuôi nhau. Cuộc sống mất an toàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và sức khỏe. Người dân cũng chưa có bất cứ câu trả lời nào từ phía chính quyền. Kính thưa quý vị, qua phóng sự mà chúng tôi đã thực hiện, có thể thấy hoạt động khai thác than đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống và sức khỏe của trẻ em. Vậy hoạt động này đã vi phạm như thế nào tới quyền và lợi ích của trẻ? Ngày hôm nay, chúng tôi đã mời tới trường quay luật sư Nguyễn Chí Đại, Ủy viên Hội đồng Luật sư Toàn quốc để cùng trao đổi vấn đề này. Vâng, xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian để tới trường quay của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước tiên thì ông có thể cho biết là sau khi xem phóng sự vừa rồi thì ông có những suy nghĩ như thế nào không ạ? Về mặt trực quan ấy, thì đã thấy khu vực khai thác nó rất là gần cái khu dân cư. Trẻ em sống xung quanh cái khu vực của cái đơn vị khai thác này chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Ảnh hưởng đó nó không phải là diễn ra ở thời điểm hiện tại mà nó đã diễn ra cả một quá trình. Theo quy định pháp luật thì khi mà có cái sự cố như vậy thì cơ quan quản lý nhà nước phải có cái biện pháp kiểm tra và yêu cầu cái đơn vị sản xuất kinh doanh này khắc phục, hoặc là chưa khắc phục được phải tạm dừng hoạt động sản xuất để khắc phục, thậm chí là có cái gây thiệt hại cho người dân xung quanh thì cái tổ chức này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Tôi thấy rằng là có lẽ ở cái khu vực này chính quyền địa phương đã chưa quan tâm một cách đúng mức đến cái việc mà bảo vệ cái môi trường sống cho người dân xung quanh, đặc biệt là cho cái thế hệ trẻ. Vậy xin ông cho biết, trong quá trình khai thác khoáng sản gần khu vực có dân cư sinh sống thì các đơn vị khai thác sẽ cần phải đảm bảo những quy định như thế nào về an toàn và vệ sinh môi trường thưa ông? Theo quy định của pháp luật thì trước khi mà được cấp phép khai thác, thậm chí thăm dò thì tổ chức hoặc cá nhân đó phải lập một cái báo cáo tác động, đánh giá tác động môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường đó phải được cơ quan chuyên môn thẩm định và phải được cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt. Thế thì trong cái báo cáo tác động môi trường đấy phải đánh giá hết được những cái ảnh hưởng mà quá trình khai thác, và phải có những cái biện pháp để giảm thiểu được cái tác động đến môi trường của quá trình hoạt động thăm dò khai thác đó. Phải có nghĩa vụ thực hiện các cái biện pháp để phòng ngừa và giảm thiểu tối đa đối với cái hoạt động của mình gây ra tác động đến môi trường. Hơn nữa, đặc biệt là đối với trẻ em thì bảo vệ cái quyền được sống trong môi trường trong lành theo quy định của luật trẻ em vừa được Quốc hội khóa 13 thông qua càng phải được quan tâm hơn. Vậy hiện nay chúng ta đã có những chế tài như thế nào đối với những hành vi gây ảnh hưởng tới môi trường sống cũng như là cơ sở vật chất của người dân và đặc biệt là trẻ em thưa ông? Đối với cái hành vi mà vi phạm về hành chính ấy, theo quy định của cái nghị định 155 ấy, xử phạt nhẹ nhất có thể là cảnh cáo. Đối với cá nhân có thể xử phạt đến 1 tỷ đồng và đối với tổ chức xử phạt đến 2 tỷ đồng. Ngoài ra thì có nhiều cái hình phạt bổ sung khác được quy định. Cụ thể như là có thể là tước cái quyền sử dụng giấy phép có thời hạn, hoặc là tháo dỡ cái cơ sở mà gây ô nhiễm môi trường, buộc thay đổi cái phương án sản xuất. Bên cạnh đó thì trong những trường hợp mà vi phạm nghiêm trọng về môi trường thì cái hành vi đó sẽ bị xử lý về mặt hình sự. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị,
câu chuyện về những đứa trẻ phải đi bộ hàng chục cây số và nhịn đói để tới trường là có thực và đang diễn ra với những đứa trẻ dân tộc miền núi thuộc xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Cái nghèo đeo bám, tưởng chừng như việc được tiếp tục đi học là điều hết sức khó khăn với hai chị em Trần Thị Thanh và Trần Thị Sen. Đồi núi chập trùng, con đường đất đến trường dài gần 20 km. Thế nhưng, đều đặn hàng ngày, Thanh và Sen đều đi bộ mà chưa một lần nghỉ học. Vào mùa đông thì em đi từ 6 giờ, đến trường là 8 rưỡi, còn vào mùa hè thì em đi từ 5 rưỡi. Có ước mơ là có một nghề nghiệp, có một việc làm ổn định để có thu nhập cho gia đình và chữa bệnh cho mẹ. Hoàn cảnh của em quá khó khăn và việc thực hiện ước mơ đó quá khó với em. Căn nhà tre vách nứa, tối tăm và tạm bợ. Đó chính là nơi hai đứa trẻ đã lớn lên khi không có cha. Mẹ lại mắc chứng tâm thần, chẳng thể lao động. Cuộc sống bươn trải của ba mẹ con bao năm qua chỉ trông vào số tiền hỗ trợ hơn 1 triệu đồng từ chính sách của nhà nước dành cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những bữa ăn không thịt, thậm chí nhịn đói để đến lớp là chuyện mà Thanh và Sen vẫn thường xuyên trải qua. Bây giờ, điều mà hai chị em sợ nhất có lẽ không phải là chuyện lên rừng hái củi hay lao động kiếm sống, mà đó là việc không được đến trường. Không nghèo, không có tiền, không biết có hỗ trợ không? Nhìn thì nhà nước hỗ trợ cho đi học thì cho đi. Không hỗ trợ thì chị không cho học nữa. Việc học nó như là một con đường mở cho tương lai của em. Em cảm thấy rất buồn và em không muốn mình phải nghỉ học. Giờ nghỉ không có giàu ăn. Chặng đường tương lai phía trước của Thanh và Sen sẽ ra sao nếu một ngày các em không còn được đến trường để được học chữ, học cách thoát nghèo? Các em đang rất cần sự giúp đỡ và sẻ chia. Để giúp đỡ chị em Trần Thị Thanh, xin quý vị gửi về địa chỉ bà Trần Nhì Múi, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, hoặc ban biên tập chương trình truyền hình Vì Trẻ Em, 35 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 080-48197. Tới đây, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này thứ năm tuần sau với nội dung Câu lạc bộ khi cha mẹ vắng nhà. Quý vị có thể xem lại hoặc là chia sẻ thông tin với chương trình thông qua địa chỉ fanpage Truyền hình Vì Trẻ Em VTV1.